cuộc thi tài đã được thông báo. Hoàng đế sẽ cố gắng chiến đấu vì đôi tay và trái tim của người đẹp Cam. Nếu như thắng thì hắn sẽ chọn cô ta là cô dâu. Cô dâu của hoàng đế. Thật xấu hổ. Ai cũng biết Martha chính là vị hôn thê của hắn. Ở đây nàng có thể nhớ về ngôi nhà trong hang núi. Đây là những thứ nàng đã làm dở dang. Có thể những thứ này khiến nàng thoải mái. Nàng im lặng, nhưng ta có thể hiểu thấu nàng đã phải trải qua nỗi sầu khổ. Nàng biết rằng ta chỉ muốn làm nàng vui. Ngươi, con trai, sẽ giành phần thắng và khiến hắn ta xấu hổ, để kẻ Cam kia phải từ bỏ hoàng đế vì Martha. Ta là hậu duệ của dòng dõi vua chúa, nhưng trong tình ái chỉ là một kẻ cuồng si. Ra lệnh cho ta bước lên ngọn lửa và ta sẽ thiêu cháy. Với tất cả những gì sở hữu của vua, đất nước của ta, giang sơn của ta, quyền lực của ta, danh dự của ta, tất cả đều thuộc về nàng. Nhưng ta sẽ vâng lời ra đi nếu nàng bảo đi đi. Tuy rằng con tim đáng thương này sẽ nát tan trong lòng ngực. Nàng im lặng, niềm vui của ta, ánh bình minh của ta. Trong sự im lặng rụt rè của nàng, ta đã nghe lời hồi đáp. Trong sự im lặng của nàng, ta đã nghe lời hồi đáp. Nàng không bao giờ bảo không. Không bao giờ bảo không. Nàng không thể nói không. Không, không. Thật không thích đáng đối với đấng quân vương để thì thầm như một chàng trai trẻ về tình yêu. Nhưng ta yêu nàng, thật sự yêu nàng, yêu nàng. Ra lệnh cho ta bước lên ngọn lửa và ta sẽ thiêu cháy. Ta là hậu duệ của dòng dõi vua chúa, nhưng trong tình ái chỉ là một kẻ cuồng si. Ra lệnh cho ta bước lên ngọn lửa và ta sẽ thiêu cháy. Người thợ săn nói cô gái trong rừng rất đẹp. Đừng tin bọn họ, cô ta đã bỏ bùa họ cả rồi. Hoàn toàn có khả năng cô ta chính là một mụ phù thủy. Thank you.
Eliza trở thành cô dâu của hoàng đế, nhưng nỗi lo âu cho các anh vẫn luôn đeo bám nàng. 10 chiếc áo nàng đã dệt xong, chỉ còn lại một chiếc. Eliza phải đến nghĩa địa để lấy thêm cây tầm ma. Chúng ta phải chứng minh cô ta là một phù thủy. Một phù thủy, mọi thứ sẽ sẵn sàng, thưa giáo chủ. Nếu cô ta là phù thủy, thì chúng ta sẽ bắt cô ta. Nếu cô ta không phải là phù thủy, thì chúng ta cũng sẽ bắt ả. Hiểu chưa? Vậy thì đi mau. Mình sợ quá, nhưng phải đi thôi. Trong đêm thật bí mật. Ôi lạnh quá, nhưng ta không sợ ngươi đâu. Ta có thứ này để làm ấm một tu sĩ. Còn ngươi, run gì chứ? Lạnh hả? Vậy thì đứng im đi. Ô, phù thủy kìa. Thức dậy đi giáo chủ, phù thủy kìa. Phù thủy, thức dậy đi thưa bệ hạ. Phù thủy, phù thủy. Đằng kia, trên ngôi mộ của tiên đế, ngài thấy không? Chính là phù thủy. Thần đã thiêu sống nhiều kẻ trên cọc, nên thần rất rành rẽ. Thần cũng rất rành. Ta biết cả rồi. Hãy im đi, đừng nói lời nào cả. Ta đã thấy nàng trong nghĩa địa. Nhưng nàng là cô dâu của ta, một hoàng hậu tương lai. Nàng, tại sao lại im lặng? Hãy nói đi, hãy giải thích đi. Ta sẽ tin nàng mà. Vậy ra đây là sự thật sao? Sao mình không nói gì cả? Mình phải khiến ngài bình tâm. Mình phải nói rằng mình vô tội. Nàng đã tới. Nàng sẽ nói gì? Cô ta đã bỏ bùa ngài rồi. Cô dâu của bệ hạ là một phù thủy. Ta không tin. Tiếng tù và đang thúc giục ngài đi săn đấy, thưa bệ hạ. Khi ngài trở về, chúng tôi sẽ quyết định. Ta không tin. Thần thề là có. Buổi tiệc săn bắn đang đợi ngài đấy. Mệnh lệnh của hoàng đế. Cô dâu hoàng gia là một tội phạm. Cô ta phải bị tống vào ngục.
Mệnh lệnh của hoàng đế. Cô ta đã bị còng chân vào tường và chỉ được ăn bánh mì. Đổi lại, cô ta sẽ có được cây tầm ma. Mệnh lệnh của hoàng đế. Ngày mai, cô ta sẽ bị thiêu sống giữa quảng trường. Đó là mệnh lệnh của hoàng đế. Không phải các con phải nói cảm ơn hay sao? Cảm ơn cô. Cô ấy ở đây, cô ấy ở đây. Cô ấy ở đây. Elisa, ты здесь? Em có đó không, Elisa? Скажи хоть слово. Hãy nói gì đi. Ну что? Sao rồi? Anh đã tìm được em ấy chưa? Chưa, chưa, chưa. Các em cũng vậy. Anh tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ở đâu? Ở đâu vậy? Chúng ta phải cứu em gái. Lập tức lên đường. Mở ra, mở cổng mau lên. Ai đó, đừng làm ồn. Ta cần gặp hoàng đế. Gọi hoàng đế ra ngay. Hoàng đế đáng kính đã đi sang rồi. Hoàng đế đã đi săn, còn Elisa thì chuẩn bị đem đóng cọc. Mặt trời mọc rồi, tay chúng ta sẽ biến thành cánh. Chúng ta không còn thời gian để cứu Elisa. Hoàng đế đi săn, còn Elisa đang bị đưa đi hỏa thiêu. Kìa, trong một phù thủy kìa. Nhìn xem nó đang lẩm nhẩm cái gì kìa. Trong tay nó không có lấy một cuốn thánh kinh. Không. Phù thủy đáng chết. Giờ thì tôi đã nói được rồi. Tôi vô tội. Tôi đã lập lời thề giữ im lặng để cứu lấy các anh.
Và bây giờ chúng ta lại trùng phùng. Mọi đau buồn đã qua đi, chỉ còn niềm vui, tình bạn và niềm hân hoan đang đợi chúng ta ở phía trước. Phải, đã có nhiều nỗi buồn trong câu chuyện, nhưng bởi vì các anh hùng của chúng ta không e ngại điều gì, dũng cảm chiến đấu với kẻ xấu và đoàn kết một lòng, đã kết thúc tốt đẹp. Và lúc nào cũng như thế cả. Tôi biết nhiều rồi. Tôi thật sự sống trên đời này rất lâu, và mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp.